Xét tình duyên theo tuổi chỉ là một phần trong lá số theo bát tự tứ trụ, không thể nào hoàn toàn chính xác. Tình duyên tuổi ngọ, các bà chủ tuổi ngọ thường mong gia đình có một cuộc sống hoàn mỹ. Họ tận tụy trong công việc và gia đình, chăm sóc chồng con rất là tốt. Nhưng họ thiếu lòng vị tha. Một khi phát hiện chồng hay người tình của mình lòng thòng ngoại tình với ai đó, họ cắt đứt ngay mối nhân duyên này, không nhiều luyến tiếc. Phụ nữ tuổi ngọ năng động, tài giỏi, đảm đang. Trong chuyện tình yêu, đối với nam giới tuổi ngọ chỉ là một cuộc dạo chơi, nhưng đối với người nữ thì ngược lại, họ xem đó là cả một cuộc đời. Nữ tuổi ngọ nhìn chung mong ước có một tình yêu thực tế. Họ có thể vừa làm tốt vai trò của một người phụ nữ, tham gia xây dựng kinh tế gia đình, là cánh tay đắc lực cho người chồng của mình. Các cô gái độc thân, họ thường mơ tưởng đến một ý chung nhân hoàn hảo, nhưng nếu đối phương quá vồ vập thì họ chạy mất dép. Năm ngọ ngũ hành thuộc hỏa, nếu sinh vào tháng 5, 6, 7 dương lịch càng nhiều hỏa kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu sinh tháng 12, tháng 1, tháng 2 dương lịch thường là dư thủy khuyết hỏa. Sinh vào tháng 9, tháng 10 mùa thu thường là dư kim thiếu mộc. Cá tính họ rất là mạnh mẽ, đôi khi dễ say nắng với ai đó nhưng cũng dễ dàng thoát ra một cách nhẹ nhàng. Còn đàn ông tuổi ngọ sau khi kết hôn hết mực chăm lo cho gia đình, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng thủy chung. Tuổi ngọ kết duyên với tuổi ngọ tuất, sửu, mão, tỵ thường là mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi mùi, gia đình thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của người tuổi mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc, yêu thương những người thân trong nhà. Họ khá e dè, không dễ dàng bộc bạch tình yêu của mình với ai khác, nhất là với nam giới. Họ nhút nhát thổ lộ, nhưng nhìn chung tuổi mùi kết duyên yêu đương tương đối là dễ dàng và thuận lợi. Số ít lập gia đình muộn, theo chủ nghĩa FA. Họ thích hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình thích. Đối với tuổi mùi, quan trọng nhất vẫn là gia đình rồi mới đến công việc. Năm mùi ngũ hành thuộc thổ hỏa, nếu sinh vào các tháng 5, 6, 7 dương lịch càng nhiều hỏa kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Nếu sinh vào 4 tháng thìn tuất sửu mùi thường là dư thổ, có thể dùng thủy hay mộc làm dụng thần. Phần lớn các thiếu nữ cầm tinh con dê thường tưởng tượng mơ tưởng đến các chàng trai có đức tính mạnh mẽ. Các cô gái tuổi mùi cũng thường được nhiều người theo đuổi một lúc. Do vậy, họ dễ nảy sinh tính chủ quan khi lựa chọn, tạm gọi là nhiều quá bị mờ mắt. Thêm vào đó, với bản chất ngây thơ phóng khoáng thích hưởng thụ, nên họ cũng dễ bị lừa tình, trao hết tình cảm của mình cho bạn tình. Đây là nhược điểm lớn nhất của thiếu nữ tuổi mùi khi chọn ý chung nhân, cần phải cẩn thận trong tình yêu. Phụ nữ tuổi mùi có đời sống nội tâm phong phú lãng mạn, nhưng họ cũng dễ bị tổn thương. Trong tình yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không hề muốn nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui hạnh phúc cho đối phương là rất là đủ. Các bà chủ tuổi mùi thường quán xuyến gia đình công việc rất là tốt, tảo tần lo toan kiếm sống. Họ chăm sóc cho chồng hết mực, nhưng yêu cầu chồng đáp lại khá là khắt khe. Ở họ, nhược điểm lớn nhất vẫn là sự yếu mềm. Nam giới tuổi mùi, phần nhiều trong số họ yêu đương rất là thành thật, từ lúc nhỏ tỏ ra thông minh sắc sảo, nhưng đôi khi họ không biết rằng họ đang bị người khác dụ dỗ. Nhìn chung, họ là những ông chồng chung thủy, sự đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến người tuổi mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Tuổi mùi kết duyên với tuổi hợi, mão, ngọ thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi thân, phần lớn người tuổi thân tự tìm hiểu và đến với nhau khá thuận lợi trong cuộc sống gia đình. Có một số ít hay thay đổi tình yêu, tạm gọi là lăng nhăng. Phụ nữ tuổi thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, họ còn là cánh tay phải đắc lực cho chồng của mình và cho cả gia đình. Các cô gái cầm tinh con khỉ có vẻ ngoài hấp dẫn đối tượng khác giới. Họ luôn tươi tắn rạng rỡ và tự nhiên, khi họ đi đến đâu trở nên vui vẻ đến đó. Nam giới thường cảm kích trước sự năng động linh hoạt duyên dáng của họ. Họ thích sống lãng mạn, đa tình và dễ mắc vào lưới tình, nhất là các thiếu nữ có năng khiếu về nghệ thuật, làm diễn viên, ca sĩ. Thường xảy ra những cuộc tình nhanh chóng đến và nhanh chóng đi,
năm thân ngũ hành thuộc kim thủy, nếu sinh tháng 9 tháng 10 dương lịch lại càng dư kim kỵ kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Nếu sinh tháng 12 tháng 1 tháng 2 dương lịch thường là dư thủy kỵ thủy. Nếu sinh vào tháng 3 tháng 4 mùa xuân thường là dư mộc thiếu kim. Các cô gái tuổi Thân không chỉ thông minh nhanh nhẹn mà còn khá là xinh đẹp. Họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông. Một số nam giới tuổi Thân thường hay có nhiều bạn gái, nhưng anh ta không thích đặt tình cảm trọn vẹn cho ai cả. Anh ta luôn mong muốn một tình yêu rất là lý tưởng, rất là hoàn mỹ, vì thế anh ta thường vụt mất nhiều cơ hội. Tuổi Thân trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Tuổi Thân kết duyên với tuổi Thìn Tý thường là có một mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Dậu, những người này khá chăm chút về bề ngoài, nếu có tiền họ sẵn sàng đầu tư hình ảnh ở một mức ảo diệu nhất. Trong tình yêu, đối với người tuổi Dậu, họ rất trân trọng và gìn giữ hơn những tuổi khác. Đặc biệt trong gia đạo vợ chồng, họ gắn bó rất là thân thiết với nhau. Những người phụ nữ tuổi Dậu được mệnh danh là người của thời đại, họ đảm đang tháo vát việc nhà, có thể độc lập xây dựng kinh tế cho riêng của mình. Nữ tuổi Dậu đa phần họ nhanh nhẹn hoạt bát, có cá tính khá là mạnh, tính khí nam nhi. Các cô nàng này thường chủ động đi tìm tình yêu cho mình. Năm Dậu ngũ hành thuộc kim, nếu sinh tháng 9 tháng 10 dương lịch càng nhiều kim kỵ kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Nếu sinh tháng 12 tháng 1 tháng 2 dương lịch thường là dư thủy thiếu hỏa. Sinh tháng 3 tháng 4 dương lịch mùa xuân thường là dư mộc thiếu kim. Một số người tuổi Đinh Dậu Quý Dậu thường là thất bại trong tình yêu hoặc là đến khá là muộn. Các bà chủ tuổi Dậu thường là người rất là hướng ngoại nhưng vẫn lo toan cho gia đình rất là tốt. Trong gia đình họ không hay trách mắng chồng con, ngược lại cũng không chịu nổi khi ai trách mắng mình. Họ thường yêu cầu sự bình đẳng trong tình yêu và hôn nhân của mình. Con trai tuổi Dậu có tính cách sáng láng, hoạt bát, giành được nhiều ưu thế trong tình yêu. Nhìn chung, người tuổi Dậu khá trọng danh dự, sự lãng mạn, có ảo tưởng áp chế nhục dục. Họ coi trọng tình yêu, tuy đa tình nhưng không quá phóng túng trong giao tiếp. Người tuổi Dậu kết duyên với tuổi Sửu, Tỵ, Thìn thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Tuất, đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất. Họ bày tỏ hoặc thổ lộ tình cảm rất là dở. Đa phần người tuổi Tuất sống bằng thế giới nội tâm, rất ít bị lộ bên ngoài. Điều này là nhược điểm của họ khi thể hiện tình yêu. Dù có bận rộn đến mấy trong công việc, người tuổi Tuất cũng dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc gia đình và những người xung quanh. Nhìn chung, người tuổi Tuất có tình yêu trung thực, thẳng thắn. Trong những lúc khó khăn, chính tình cảm gia đình, bạn bè là nguồn động lực rất là lớn đối với họ, cho họ thêm nghị lực vượt qua gian nan thử thách. Năm Tuất ngũ hành thuộc thổ hỏa, nếu sinh tháng 5 đến tháng 7 dương lịch càng nhiều hỏa kỵ hỏa, thường lấy thủy làm dụng thần. Nếu sinh 4 tháng Thìn Tuất Sửu Mùi thường là dư thổ, có thể dùng thủy hoặc dùng mộc làm dụng thần. Nữ tuổi Tuất là những người nhanh nhẹn, hoạt bát và đầy năng động. Họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những người này khi kết hôn đa số đều có tình yêu, có hôn nhân tốt. Những phụ nữ rất trung thực với chồng, luôn tạo dựng cho chồng một cuộc sống êm đẹp đáng tin cậy. Cô nàng này rất coi trọng vẻ ngoài, bạn sẽ không bao giờ thấy họ lượm thượm khi ra ngoài. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì vậy phụ nữ tuổi Tuất có rất là nhiều bạn bè yêu quý và tin tưởng. Một ít nam giới tuổi Tuất, họ quan niệm về cuộc sống gia đình rất là nặng nề. Trong mọi trường hợp, họ đều giang tay bảo vệ gia đình của mình, và đôi khi cũng là những người này bên vực con cái một cách quá cực đoan. Tuổi Tuất kết duyên với tuổi Ngọ, Dần, Hợi thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Tình duyên tuổi Hợi, trong tình yêu, người tuổi Hợi một khi bộc phát thì như là hỏa, không ai có thể ngăn cản nổi họ. Khi yêu thì yêu điên cuồng, nghe đáng sợ thật. Trong hôn nhân, họ phải đề phòng một cú sốc khi đang yêu có thể bị phản bội. Tuổi Hợi là những người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Nữ tuổi Hợi đa phần hiền lành, tình cảm phong phú nhu mì, không có cá tính ranh mãnh. Họ rất mềm yếu, đặt hết tình cảm của mình vào người mình yêu,
đó là nhược điểm lớn nhất của người nữ tuổi Hợi. Nữ tuổi Hợi là mẫu người lý tưởng, đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi kết hôn, cô nàng tuổi Hợi hết lòng chăm lo cho gia đình của mình, chăm lo cho mái ấm. Người tuổi Hợi thích hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen, thú vui riêng cho bản thân của mình, ví dụ ăn uống đêm, mua sắm, du lịch. Năm Hợi ngũ hành thuộc thủy, nếu sinh vào tháng 12, tháng 1 và đầu tháng 2 dương lịch thường là dư thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Nếu sinh tháng 3, tháng 4 vào mùa xuân thường là dư mộc thiếu kim. Tuổi Hợi kết duyên với tuổi Mão, Hợi, Tý, Sửu, Thìn thường là những mối nhân duyên tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ theo dõi kênh YouTube và Facebook Khải Toàn Phong Thủy. Cảm ơn, chúc các bạn tâm thân an lạc.